đang có mặt ngay tại cầu Khánh Hưng, mang 60 thùng nước mắm và mấy cái kệ xuống để mang đến cho quán ốc cậu Út. Ủa sao giờ nhìn quán lạ quá trời. Tôm hùm Canada. Oh wow. Trời nó mạnh dữ vậy. Được không? Có dừng xe kìa, có dừng xe kìa. Quý vị các bạn thân mến, mình đang có mặt ngay tại cầu Khánh Hưng. Và mới hồi trưa thì mọi người có lẽ là quý vị các bạn mới thấy mình ở Cần Thơ, thì bây giờ chiều tối đã đến tới Sóc Trăng rồi. Bây giờ là 5 giờ rưỡi, gần 6 giờ rồi. Bây giờ mình cũng đang mang 60 thùng nước mắm và mấy cái kệ xuống để mang đến cho quán ốc cậu Út. Chắc quý vị các bạn cũng còn nhớ là quán ốc cậu Út. Hình như có một lần mình đã quay review rồi đúng không? Và bây giờ thì hôm nay là coi như bỏ ra cả một ngày luôn để đi miền Tây chơi, đi vừa là kết hợp xuống giao nước mắm mà vừa là đi hít thở không khí miền Tây nữa quý vị các bạn. Dạ ha. Rồi cái này nè. Ủa cái này khiêng sao trời? Chắc phải có người khiêng chứ làm sao mình khiêng nổi. Sáu chục thùng lận á. Trời ơi. Hả? Mình em khiêng được không? Trời ơi. Sao lúc nào nó cũng đưa tôi cái thùng mà nó nặng quá trời nặng nghe trời. Hả? Được không? Được cái được không? Rồi để anh đỡ cho phần cho. Không để anh phụ với ngẫy nè, phụ ngẫy. Ủa thanh niên ra được không? Trời mình Tuấn nó khiêng đuối luôn kìa. Chạy lên kia đón đầu trên kia kỹ. Ủa sao giờ nhìn nó quán lạ quá trời. Tại mưa che lạ rồi. Vậy hả? Trời quấy tôi luôn kìa. Ủa trời mưa sao? Ủa sao bữa mình nhớ? À bữa đi buổi tối. Trời ơi. Ủa đưa anh kia hả? Thấy xịn chưa? Trời ơi. Các quý vị các bạn hãy đặt nước mắm đi, chừng cứ 50 thùng trở lên là có Lâm An đi giao hết. Hello anh. Chào em. Trời ơi. Cậu Út đâu rồi? Đang ở trên phòng hả? Đang trên phòng hả? Rồi. Báo cậu. Gì vậy? Út ơi Út à. Ôi trời ơi. Rồi thôi vô gọi đồ ăn luôn. Để tới đây anh ngồi đây hả? Mình ngồi đây hả? Giờ bữa nay em sắp lên đây tại mưa, bên ngoài nãy mưa quá trời. Rồi ok. Vô coi hải sản không? Qua bên quán đây coi hải sản. Ủa giờ mở rộng quanh đây luôn hả? Rộng rồi, năm rồi là đang. Hôm bữa là ở đây đúng không? Tiền xuống á. Tại năm rồi là hồi lúc mà anh xuống á là mình chưa có. Ủa sao mấy em vui vui đâu hết trơn rồi? Đây còn em nè. Đây còn em hả? Rồi nhớ còn được cỡ 4-5 người á. 4-5 người hả? Trời hồi xưa đó. Qua coi hải sản rồi ok. Giờ chị chuyển cái hồ hải sản ở đây hả? Không, còn hai bên luôn, hai bên vẫn còn hai bên. Hai bên luôn. Rồi anh đang xuống là bên em đang sửa chữa. Đang xây mở cửa. Bên đây nữa hả? Dạ. Bên kia vui hơn. Dạ bên kia vui hơn. Bên đây để không gian bên đây là như là người mình thích. Trời ơi, lâu lâu quay trở lại thấy quá trời thứ luôn nè. Dạ. Nó mới làm lộ lại á anh. Bên kia vui hơn, bên kia có chế biến nữa. Dạ, bên kia có chế biến. Trời ơi, vậy là thôi. Vậy là thôi đưa nước mắm xuống đây là đúng bài rồi. Dạ. Nhưng mà hồ đây hơi ít. Bữa nay cái cốc này hải sản bữa nay nó bị dễ xe nên về ít á. Vậy hả? Dạ. Có hào cái vậy thôi, về lựa bên đây hay lựa bên kia? Dạ, coi đi cái xong rồi mình
Đây là tôm dạ, cái này tôm hùm Canada nè. Tôm hùm Canada, oh, wow. Con nó khoảng ký 2, ký 3 ký 4. Hàu xong ở đây là hàu, đây là hàu ấy, hàu Canada. Ở đây ở đây cái hàu đá của mình, hàu này hàu Canada. Rồi mình mở ra là nó dung thịt trong đây. Đây quán ốc cổ Úc là cái, mà có thể nói là cái quán hải sản, quán ốc và hải sản lớn nhất ở tại Sóc Trăng nha. Mà ngồi rất là bình dân luôn, ngồi vỉa hè, ngồi lề đường siêu thích. Bữa này giờ có 45 bữa nay hè, nói chung là bữa nay hiếm hàng luôn, tại hiếm hàng hả? Đặt là đặt ngày nay về luôn á mà xong. Nó bị trễ chuyến xe rồi nên hải sản bên em về không kịp. Trời ơi. Và mưa gió nữa nè. Dạ, không kìa bị mưa. Trời ơi, kìa có em chân dài kìa đang đi lững thững. Trời hôm nay mấy em hồi trước đâu hết trơn rồi ta. Còn á, còn được 6 mấy người. Trời ơi. Rồi. Quẹo. Rồi vậy là sắp tới đây là bà con Sóc Trăng vui, xin cũng xin thông báo một tin vui với bà con Sóc Trăng nhé. Là rất nhiều khán giả mà cứ hỏi inbox hỏi mình hoài là chừng nào có nước mắm về Sóc Trăng. Dạ thì kính thưa quý bà con cô bác là nước mắm của Coleman đã bắt đầu đã về tại Sóc Trăng rồi. Mọi người có thể liên hệ đặt mua, có thể đến ngay quán cổ Úc là lúc nào cũng có hết. Đó, hôm nay là lấy tới 60 thùng lận. Qua đây có hải sản. Thôi. Chị có hải sản không mấy đứa? Mời Tú kia bác Vượng ơi. Chính ra ngồi đây vui hơn á, ngồi để tấp nập hơn á. Đó, đi công phá nhà bếp. Chính ra mình ngồi đây vui hơn á hả? Thay đổi bàn để quay lại đây ngồi hướng này vui hơn. À, đây có ghẹ. Có rồi. Ồ, hải sâm hả? Ôi. Hả? Mua sống nó về đây. Mua sống luôn hả? Hải sâm làm gì ngon? À, cái đó mình nấu súp á. Nấu súp nó ngon lắm. Ờ, à, đó 1 kg nó bán sao làm sao? Dạ bán ký một phần 130 mấy ngàn. Một phần 130 mấy ngàn hả? 1 ngàn. Ồ. Ừ. Có cái món muối nữa nè. Món muối này hả? Không sao rất là ngon. Muối là muối bông á. Ô ô ô trời, nó mạnh dữ vậy. Lấy cho anh cái găng lạnh đây. Thôi thôi không sao không sao không sao. Trời nó mạnh quá, nó búng tôi lên à. Muối nước mặn nữa. Nước lợ. Đúng không? Trời ơi. Có nước là có tiền rồi. Lấy cái găng lạnh đây nhanh đi. Thôi không sao không sao. Dạ, chào cô Út. Trời thấy cô Út trên livestream bữa nay mới gặp. Đây quý vị các bạn chắc còn nhớ đây là cậu Út, chủ nhân của quán cậu Út. Quán ốc cậu Út. Cái gì? Ngồi lửa hả? Thôi ngồi đây đi. Ngồi đây cho vui nè, ngồi đây có không khí hơn nè. Chứ lại trời mưa nữa, trời mưa nó cũng là lạnh á. Nhanh lên Cương. Cương làm gì mà lắm này, sao nó rề rề rề, trời. Đây lấy lò nướng sò, hào nướng mỡ hành, ngồi bên đây. Nóng nóng hả? Lâu ngày quá quay trở lại. Đó, đột nhập vui lắm, mỗi lần vô bếp nhà quán cà Út là vui lắm nha. Chưa cười nha. Trời ơi. Trời, nó bấm gần chết luôn, giờ điện thoại không ăn là sao? Ờ, trời đất ơi. Trời chụp quá mà, trời ơi. Cười nha. Rồi. Trời ơi, lâu lắm mà mới trở lại quán cũ ra. Nay có món gì mới không con trai? Có hải sâm hả? Mỗi người làm chén hả? Dạ. Hải sâm làm gì con súp hả? Dạ. Súp hải sâm. Rồi, ok. Ủa, bên mình bao nhiêu người vậy?
Thôi đây, để ngồi ổn định chỗ ngồi đi rồi lát rồi tính tiếp. Sao vậy hả? Trời ơi. Hả? Để đây đi ha. Ừ, em muốn để đâu em để. Đâu sao đâu. Coi chừng kẹt lên. Coi chừng kẹt tay gái kìa. Cái này có ghim điện. Đúng rồi, cái này có ghim điện, cái này có ghim điện. Rồi. Trời, làm cho cậu Út mà nó giỡn được. Có ghim điện rồi, lên đèn luôn. À, cứ để vô góc rồi, ok, để gọn rồi. Đó. Chắc ra luôn ha. Được rồi, chất ra luôn cũng được. Chất lên làm mẫu đi, đúng rồi. Chất thử đi, coi là hôm nay có ai mua không. Thấy không cụ? Dạ khỏe. Ôi rồi đây, để lên đằng hoàng được đây đó. Bà chân đụng đuôi nha, vỡ nha. Giờ để này chút xíu. Gió nó thổi ra, nó đổ. Gió hả? Làm sao gió được? Sợ gió. Nhiều. Làm sao mà gió được? Trời, em để lên đầy hết này làm sao gió nào thổi nổi. Rồi, ok. Bà chật đó, rồi. Rồi, cái khúc này là cái khác. Cái này lấy cho khác. Trời ơi, chỗ đâu chất 60 thùng rồi. Để mẫu thôi. Còn mình còn lại mình cất. Rồi. Cái này để dưới. Đó, trời ơi trời. Rồi, chai nhỏ lên đây. Yeah, xuất sắc. Ok, rồi, yeah. Con lấy máy chú chứ tranh thủ chụp. Còn chai nữa, ở dưới này chắc đừng chai nữa không? Thôi chật rồi, đủ rồi. Rồi, đẹp trai. Tôi chụp với cậu đứng, xin cậu Út tấm hình đi cậu Út. Thử, làm tấm hình. À, gì à. Tắt đèn, giúp điện lại. Ok, sống như người đẹp. Trời, bữa đông quá trời người đẹp luôn, nãy giờ còn có mấy người đẹp à. Ờ, trời mưa hả? Rồi thôi ra ngồi đi, làm người chén hải sâm cho nó ấm bụng đi. Hải sâm xào dưa cải hả? Ủa sao nói ăn súp? Súp cũng được mà dưa cải. Nhưng mà cái đó bán sao? Cái đó là 5 ký hả? Ký 600. Thì anh đi 10 người là khoảng 10 người thì mình làm bắt 2 câu thì anh làm 1 ký. Nhưng mà để lên trình bày đẹp không? Nhìn nó đẹp. Hả? Xào. Xào dưa cải hả? Dạ. Ờ. Xào cải. Dưa cải ngon á. Xào dưa cải hay xào súp ngon? Xào dưa cải với nấu súp. Xào dưa cải. Xào dưa cải đi nó ăn ngon. Xào dưa cải hả? Anh không biết nữa, làm gì ngon. Trong mọi người đây mấy người nè, 10 người không? Mình à. Chú gì vậy, mình xào dưa cải với nấu hai tô súp đi ha. Cho nên mình chia nhau mình. Hai tô súp. Rồi với dưa cải, hai tô súp. Hai dĩa cả. Nói tỉnh là được biết rồi. Xào hai dĩa, xào dưa cải với là hai tô súp. Lớn. Cá tầm chanh ớt hả? Giống với năng. Giống với năng. Cộng năng á hả? Dạ đúng rồi, cộng năng. Rồi ok, chơi luôn đi.
hai bạn cá tầm đúng cho nó ăn cá không? Cá tầm thôi một loại cá thôi. Cá tầm hả? Cá tầm nướng chanh ớt ăn với cộng năng. Cá tầm nướng chanh ớt ăn với cộng nhúng chanh ớt với cộng năng. Ừ ăn thử đi. Nghe món là lạ đó. Rồi còn có ốc cho với ốc. Anh thích ăn là món càng ghẹ. Ờ càng ghẹ. Càng ghẹ ra món ốc. Đây đi đó cứ đi. Rồi. Càng ghẹ ra món ốc. Thức dịch xong khói. Thôi. Có gì nướng mỡ hành ốc ác rồi đó. Ốc sò dương nướng mỡ hành. Sò dương nướng mỡ hành. À. Sò dương nướng mỡ hành, sò cộn. Sò rốt bu, ốc bu nướng tiêu. Ốc bu nướng tiêu đi. Ốc bu nướng tiêu đi. Ốc bu nướng tiêu với 1 ký ốc hương. Dạ. Rồi. Ốc hương nướng mỡi nha. Ừ. Khỏi sò dương nha. Dạ dạ dạ. Rồi ok. Hơi bị bóng. À chứ chờ bắt wifi đi hay hơn á. Để tôi rồi wifi wifi. Wifi. Anh có bóng hôn hả? Chà coi chừng nó bị mất sóng rồi. Rồi lên lại rồi, rồi xin lỗi quý vị các bạn nha. Tình đèn. Rồi bữa nay 200 người rồi. Đây quý vị các bạn ơi, đã về tới Sóc Trăng rồi. Tình tên anh, trời ơi 200 lẻ mấy người rồi. Anh em mình đang có mặt ở đang có mặt tại quán ốc cậu Út đây. Đó, rất nhiều món ngon. Đây là món càng ghẹ. Ủa mấy anh tài xế rồi. Đây là món mới nè, món hải sâm nè. Đó, đây là món hải sâm xào cải chua nè. Đây là măng tây xào tôm nè, tôm xào măng tây nè. Cái gì vậy, điệu bục gì mà xuất sắc trong giai tỳ nữ vậy ạ? Rồi, ở Sài Gòn có mưa không? Trời ơi, Sóc Trăng nãy mưa ngập đường luôn nha bà con. Rồi, cái gì các bạn thân mến. Rồi, ok, rồi. Đó. Cái gì các bạn đang xem livestream trực tiếp từ Sóc Trăng là lý do và vì hôm nay nước mắm có là giờ mình bán nước mắm xuyên quốc gia luôn á. Tiếng tiếng beng đó, tiếng beng beng, tiếng beng beng, tiếng beng beng, tiếng beng beng, tiếng beng. Thử review một cái món cho chơi các bạn cùng xem nha. Cái này đây là hải sâm. Nè mấy đứa ăn tự nhiên tương tác vô nha, chứ không mà để người ta lại nói là có mình ăn và ăn hết. Chán ghê á. Luôn luôn là sẽ có những những cái bạn mà hay vô ngồi hay chém gió lắm. Anh Tuấn. Đây bạn Tuấn là sale nước mắm. Quê ở Sóc Trăng. Chào các bạn Sóc Trăng. Ừ. Mọi người liên hệ ai biết bạn Tuấn liên hệ. Anh tự nhiên. Ai có vườn ở đây gấp cái này cho. Ủa à cái này có rồi ok. Đang đi tìm hải sâm. Đây hải sâm này của Canada hay của Úc này quên rồi. Ủa cái hải sâm là của ai? Hải sâm nước ngoài hả? Việt Nam hả? Ôi. Ủa cái này chấm với gì cậu? Nước mắm. Con ấm chấm nước tương chấm mắm đi. Ủa cái chai này chai cũ hả? Chai này mà sáng mình mới ăn đó đúng không? Rồi mới khui luôn hả? Ủa cái chai kia đâu? Rồi ok thôi rồi. Rồi ai muốn ăn gì ăn, tôi ăn nước mắm. Tôi là đạo nước mắm cho nên là tôi phan nước mắm. Rồi đây. Hải sâm ơi em ở đâu mà anh thấy toàn cải chua không vậy em? Hình như có súp rồi đó. Đã có súp rồi. À, chấm một tí nước mắm vô. Ok. Hả?
Đúng rồi, đúng vậy. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Trời, 480 mấy người rồi. Gì, nhìn thấy nước mắm sao tới giờ vẫn chưa nhận được nước mắm từ Colorman? Ủa, à, phần quà hả? Phần quà đang trên đường đi anh ơi. Bằng 4-5 phần nên mọi người cứ thông thảm từ từ nha. Xin thông cảm vui lòng đây. Đó, rồi Tuấn ăn đi. Đây, nó nữa nè. Đấy, đang tan. Rồi quý vị các bạn cứ đặt mua nha, sẽ có đại tử Coleman đang vô chốt đơn nha, ký thế luôn nha. Chốt okay. Chốt đơn. chốt đơn. Mắc cười quá. Hết chuyện luôn, trời 600 người rồi kìa. 600 người nữa luôn. Chốt đơn. Quá. Chốt đơn. Quá. Đây cái nước mắm ớt đã chưa? Đó. À, đây ốc bu nướng tiêu. Đây mình sẽ ăn cái kiểu này. Đó, dắt miếng muối tiêu vô. Rồi ok. Còn nữa. Rồi em gái đứng nhìn tôi cười hoài. Thấy anh đẹp trai quá cười hoài đúng không? Đến đây. Thôi đừng ghẹo nữa. Quá. Anh chết cha, chưa mở cái này ra. Mở này ra mới ăn được chứ. Cưng có móng tay không cưng? Dạ. Giúp anh đi. Kiếm cớ thôi chứ không dựa trên á. Gái đẹp dễ sợ. Trời ơi, móng tay hiểu mình luôn á. Về Cà Mau không chú? Ô, chào Phan Trung Nhật, chào Philip. Ha ha, chết trời văng lên nồng. Đó đó đó. Giang đầu với khuê rồi, rồi thôi hết rồi chút xíu à, chút xíu à. Rồi đây, hôm qua Cánh Thành có ăn thử và Cánh Thành nói cay. Cay mà các bạn nói là rất là cay. Rồi đây quý vị các bạn ơi, quậy lên đó, quậy lên đây, nó ăn thử đi. Cái này chấm bún hương cũng ngon, mà chấm ốc bu cũng ngon nữa. Rồi cảm ơn em. Đây, đây là cái món ruột của mình đây quý vị các bạn. Chuyên gia, ôi ôi. Nóng hổi luôn, còn bốc lửa, bốc khói luôn. Đó, ăn với cái này. Tất cả đã có mặt tại quán ốc cổ Úc. Okay. Good. Để hết trước. Rồi quý vị các bạn thân mến, chương trình bán online là sẽ được lại, xin được lại tiếp tục. Đây nước mắm nhĩ 40 độ đạm của Coleman, 95.000 đồng một chai 500 ml. Rồi chai 10 độ. Nên ở đây đó, phải lúc nào anh em nó cũng phải đi với nhau hết. Chai 10 độ là 24.000 đồng một chai 500 ml. Đó, còn chai 2 độ to đùng cao trồng ngông luôn, nhưng mà chỉ có 22.000 đồng một chai thôi, 900 ml. Rồi còn cái này là chai tương ớt 230 ml, 29.000 đồng. Mình tin chắc rằng là khi mà đưa về với cậu Út là chắc chắn sẽ bán khí thế luôn. Là tại vì ở đây các bạn này đó toàn là các bạn hoa hậu chân dài ở đây bán không à, chắc chắn rồi. Nào mà quý các bạn vô chung cùng ly cái nha. Rồi, tin vui. Và chúc sức khỏe cho quý khán giả, quý bà con Sóc Trăng nha. Rồi bên đây nó chốt đơn dữ quá. Chốt đơn hả? 2, 3, vô. Coi chừng cầm qua cầm lại, hồi lộn, cầm lộn chai nước mắm. Đây, còn tiếp tục làm tiếp cái món này đi, cái món hải sâm đây. Nãy nhìn thấy con hải sâm trong hồ nó đỏ lòm đó bà con đó, nếu mà quý vị coi YouTube sẽ thấy, còn livestream thì nãy chưa thấy đó. Cái món này có thể làm xào cải chua rất là ngon.
Một số người chấm nước tương, còn mình thì mình thích chấm nước mắm. Đó, đây. Đó, hải sâm tấm nước mắm. Nó sực sực, nó sực sực, nó giòn giòn. Rồi quý vị các bạn ơi, chắc chắn là nãy giờ mọi người vẫn tiếp tục hỏi tiếp. Đây, nước mắm 10 độ đạm. Nước mắm 10 độ đạm là 24.000 đồng một chai 500ml. Rồi đây là 40 độ đạm. Nước mắm nhĩ Colorman, chai này hơi bị đẹp nha. Đó, quý vị mình thấy không? Đó. Đây đưa lên ánh sáng mới thấy cái màu nó đẹp nè. Đó. Xoay một vòng. Đó, chai này 95.000, coi như em này là top. Trong 3 chai thì em này là top. Em này thì cao nhất. Em này là top về ca chiều cao nhưng mà giá thì lại rất là lùng. Riêng em này là giá chiều cao là cao nhất mà giá thì chỉ có 22.000 đồng mà tới 900ml lận. Đó. Đôi lúc nó như vậy. Còn em này lùng mà ác lắm nè. Giá cũng hơi chát nè. Đó, em này lùng sủng à. 230ml. Đó, 230ml tương ớt bị bắt. Mà mọi người biết giá nhiều không? 29.000. Còn mắc hơn cái chai em cao này. Đó, nó vô lý vậy đó. Rồi quý vị các bạn có thể đặt hàng qua hotline 1800 234 539, hoặc là inbox trên fanpage của nước mắm Colorman, hoặc là page Colorman Food, hoặc thậm chí trên cái page này của Colorman sẽ có đệ tử Colorman đông lắm, sẽ vô trả lời quý vị và các bạn. À, đây là bạn Tuấn, à, bên chốt là team sale, chốt đơn. Bạn này là vừa chốt vừa đi giao hàng luôn, còn bạn này là bạn quê. Đó. Ăn nước mắm riết mà múc vậy đó. À, rồi. Còn hôm nay là đội ngũ đội hình hơi nhẹ, chắc là mọi người có thắc mắc là hôm nay sao đội hình có vẻ hơi vắng đúng không? Dạ. Đi giao nước mắm thôi mà đi đông chi, tốn kém, bán chai nước mắm lời được có 2.000 bạc mà đi đông chi phí nào chịu nổi, nãy giờ ăn hải sâm tùm lum tà la nữa, chết tôi luôn. Rồi ăn ốc hương nữa, trời ơi, sang quá. Đứng luôn. Vô. Đứng mạng luôn rồi, đứng mạng. Cái nào đứng? Chạy không kìa. Bên máy em đứng hả? Mấy em đứng em thoát ra, vô lại. Đây vẫn được, vẫn có gần 700 khán giả trên đây mà. Chị Vincent Cương gì mà I want to eat Colorman là sao? Là muốn ăn thịt tôi hả? Trời đất, kỳ vậy. Thu Nguyễn Tấn Thu ơi, anh đang ăn ở quán Cậu Út. Nếu em ở Sóc Trăng thì em ra chụp với anh tấm hình nha. Ok. À, Lê Nhi Mọ ơi, bao nhiêu chai chú cũng ship hết. Nhưng mà nếu mà con ít quá thì con chịu tiền ship, nó hơi nặng đó con. À, Bến Tre sắp có rồi nha, ba Nam ơi. Đang hy vọng tìm kiếm một cái quán ăn đối tác ở Bến Tre. Này vui quá, chắc không sai, chắc khó sai quá. Mà vui nhất là bạn này quê Sóc Trăng bây giờ được về quê mà có nước mà về cùng với nước mắm Colorman nữa. Yeah, 700 người rồi. Yeah. Nước mắm ở quê mình quá đã. Vô hết ly đi. Hóa ra là cậu Út là bạn em luôn. Ồ. Quán Cậu Út thì mình đã từng quay rồi, cho nên là có lẽ là cái video này thì chỉ xin mục đích là giới thiệu lại đến quý vị và các bạn, thông báo thôi. Tính chất thông báo là nhiều hơn. Thông báo là nước mắm của Colorman đã có mặt tại Sóc Trăng và ở tại quán ốc Cậu Út nha. Rồi, xin được khép lại video YouTube ở đây, còn livestream thì vẫn tiếp tục. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn, nhớ nha, mọi người nghe. Ghé ủng hộ Sóc, bà con Sóc Trăng ghé ủng hộ Colorman tại đây nha. Hoặc mọi người có thể inbox trên hotline rồi 1800 của mình. 1800 234 539, hoặc là fanpage nước mắm Colorman, hoặc là Colorman Food. Rồi mình sẽ báo với cậu Út là sẽ ship đến tận nhà cho quý vị các bạn ở Sóc Trăng. Tôi đây, tính. Vui, trời, lâu ngày gặp lại đệ tử, vui quá.